Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong hoạt động công tác hội. Những năm qua, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Lào Cai thường xuyên chăm lo giáo dục tư tưởng cho hội viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị ở địa phương. Trong chuyên mục xây dựng Đảng kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự cựu chiến binh Văn Bản tham gia xây dựng Đảng chính quyền địa phương. Trước hết là phần tin tức, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá, kết thúc 3 tháng đầu năm 2017, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt yêu cầu đề ra. Nhấn mạnh về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung bám sát các chương trình, kế hoạch đề ra, phấn đấu đến hết quý 2 năm nay phải hoàn thành tối thiểu 50% các chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Phát huy tinh thần của hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các địa phương cần tăng cường sự phối hợp, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, tập trung rà soát để có sự chỉ đạo cụ thể, sáng tạo, xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường, tập trung giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tăng cường công tác tuyên truyền năm du lịch quốc gia 2017 và các sự kiện ngày lễ lớn diễn ra trong năm. Ngày 26 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Bắc Hà về việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bắc Hà phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp sát với tình hình thực tế của huyện. Đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh lưu ý, Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án của tỉnh và huyện đã ban hành, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để kịp thời khắc phục những hạn chế vướng mắc ngay tại cơ sở, chú trọng công tác phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ huyện. Ngày 22 tháng 4 năm 2017, Đảng bộ huyện Bảo Yên đã long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 22 tháng 4 năm 1947, 22 tháng 4 năm 2017. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh đã trao tặng bức chướng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 05 ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trao bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển tỉnh Lào Cai và đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Yên. Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Tỉnh ủy thì qua 10 năm thực hiện chỉ thị 11 của Bộ Chính trị với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, 22,6% tổng dân số của tỉnh là thành viên hội khuyến học các cấp. Toàn tỉnh có trên 98% gia đình đạt gia đình học tập, trên 72% dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, trên 91% cộng đồng dân cư đạt danh hiệu cộng đồng học tập. Công tác xã hội hóa, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, đã thu hút nhiều cá nhân tập thể nhiệt tình tham gia, ủng hộ với số tiền lên đến 295 tỷ đồng. Xuất hiện nhiều gương sáng vượt khó học giỏi, nhiều học sinh giỏi đạt học bổng của nước ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, những năm qua, Hội cựu chiến binh huyện Văn Bàn đã có bước phát triển, chuyển biến tích cực và toàn diện. Nổi bật là công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Hội cựu chiến binh huyện Văn Bàn luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, động viên cán bộ, hội viên đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Xác định công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong hoạt động công tác hội. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn giữ vững phẩm chất, tư tưởng, tình cảm, đạo đức và lối sống, gương mẫu chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Qua đại hội vừa rồi là chỉ đạo tổ chức các đại hội 20 trên 23 xã đã tổ chức xong đại hội để bầu ra các đồng chí mà ban chấp hành để lãnh đạo cựu chiến binh của các xã thị trấn trong nhiệm kỳ tới. Thế và thực hiện 6 mục đích, 6 cái nhiệm vụ trọng tâm của hội cựu chiến binh. Đó là xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Thế và nó thể hiện là trong cái nhiệm kỳ vừa qua là rất nhiều các đồng chí là cựu chiến binh là giữ gìn cái phẩm chất, bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ và có tín nhiệm với cấp ủy chính quyền. Hội cựu chiến binh Liêm Phú là một trong những chi hội tiêu biểu xuất sắc, nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh, thường xuyên đi đầu trong các phong trào thi đua do Hội cựu chiến binh huyện phát động. Hội thường xuyên tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện Hội cựu chiến binh xã Liêm Phú có 150 hội viên, trong đó trên 30 đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng năm, Hội cựu chiến binh xã đều có nghị quyết xuống từng chi hội về việc nâng cao nhận thức cho các hội viên trẻ, tăng cường bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Ngoài cái sự chú trọng phát triển về số lượng về hội viên để nhằm là xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh, thì ban chấp hành hội cũng rất chú trọng đến công tác giáo dục về chính trị tư tưởng, về phẩm chất đạo đức cho hội viên để tăng cường cái sự là chất lượng của đảng viên. Thì kết quả thì cũng rất là khả quan. Hiện tại là trong hội cũng đã có 3 đồng chí là được tham gia vào cấp ủy Đảng. Nhiều đồng chí được cấp ủy Đảng tin tưởng giao trọng trách như là bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đoàn thể ở thôn cho đến cấp xã. Hiện tại, Hội cựu chiến binh huyện Văn Bàn có trên 3.000 hội viên, trong đó 712 đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chiếm 22,6% số hội viên. Có 16 đồng chí tham gia ban chấp hành Đảng bộ huyện, 118 đồng chí tham gia vào cấp ủy tại cơ sở, 86 đồng chí được giao các vị trí chủ chốt như bí thư Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Những con số trên là minh chứng cho sự đóng góp không nhỏ của các hội viên Hội cựu chiến binh tham gia vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Và ở bất cứ vị trí công tác nào, các hội viên Hội cựu chiến binh đều phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, được nhân dân tin tưởng và noi theo. Tôi thì cũng là một hội viên Hội cựu chiến binh, nhưng mà được bà con nhân dân tín nhiệm là bầu giữ chức danh là bí thư Đảng ủy xã. Cho nên là từ chỗ đây tôi phát huy cái tinh thần đấy, thì tôi cũng có một suy nghĩ là mình phải gương mẫu chấp hành, thực hiện tốt các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bản thân là một hội viên thì mình cũng phải gương mẫu tiên phong trong các vấn đề là hoạt động cũng như là phát triển kinh tế. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Hội cựu chiến binh các cấp huyện Văn Bàn cũng vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong phong trào đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở trên tất cả các mặt. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ 2012-2017, hội đã tập huấn 2 đợt cho 125 lượt cán bộ hội viên về Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động hội viên thực hiện cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, vệ sinh môi trường.
Trong suốt là 32 năm nay là lúc nào cũng nghĩ là mình là người cựu chiến binh, lúc nào phải gương mẫu đi đầu, là người hiểu chính sách, về được quân đội đào tạo rèn luyện, có một giá đắt làm người, là đảng viên của đội về là tôi về phát huy rất tốt cho tới ngày hôm nay. Và các phong trào là thi đua của địa phương và của cựu chiến binh ấy, phát động là tôi là những người đi đầu tiên phong để thực hiện. Hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Thế thì cựu binh cũng phải cùng thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền như vậy. Thế nên là vừa qua thì một số xã đã tổng kết thì rất nhiều cái gương điển hình đấy, là cựu binh gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Ví dụ như làm đường nông thôn đấy, là nhiều cựu binh đã hiến đất đấy. Thế và nhiều tổ chức hội đã huy động hàng nghìn ngày công để cùng với nhân dân là tham gia để làm đường giao thông, rồi là vệ sinh môi trường, rồi là phát triển kinh tế gia đình. Để hoạt động của hội đạt kết quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Văn Bàn sẽ tích cực vận động các thế hệ cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân, được nhân dân tin tưởng.